vào lúc 17 giờ 15 thì vòng 4 của giải bóng đá quốc gia trung học phổ thông Phạm Văn Đồng 2020 đến 2021, đây là mùa giải thứ hai đã trở lại sân Phong Vũ thay cho sân Phạm Văn Đồng. Trong tập trước cũng có một số trận bóng đá nữ rồi, bây giờ là có vẻ là cặp đấu loại đầu tiên cũng là vòng 4. Vì một cặp đấu cũng đã thi đấu rồi nhưng do là vì bận công việc cho nên là thông cảm, là vì kết quả sẽ được cập nhật và sẽ quay một buổi basket qua buổi hậu trường. Ông lại đi à, đừng có bóng đi ra ngoài nha. Đây là cặp đấu cũng diễn ra thời điểm này, vòng 4 cặp đấu loại 1, và đây sẽ hứa hẹn để liệu rằng kiếp vui vẻ có giành chiến thắng hay không. Kiếp vui vẻ thì đã giành chiến thắng, vui sống mỗi ngày ở giai đoạn được đi rồi cũng đầy bản lĩnh hơn, với tỷ số là 15 à 10 16 với cách biệt 4 bàn. Số bàn vui khỏe có ích à, số bàn của vui sống mỗi ngày ghi được là âm 4. Một chương trình về tạp chí về sức khỏe và cũng như là các điện ảnh, phim và điện ảnh và về nấu ăn. Và với chương trình đang chủ nhà đó là kiểu vui vẻ, một chương trình đầy tính nhân văn và hài hước. Ở bảng xếp hạng của chúng ta là đội kiểu vui vẻ đang xếp vị trí số 1 với 9 điểm, điều số bàn là dương chính. Còn ở vị trí vui sống mỗi ngày rồi vị trí số số 3 rồi, năm nay cũng rất là nhanh, hiện có 3 điểm. Năm nay có 3 đội cùng 3 điểm với nhau cũng rất là nhanh, đó là chuyến xe âm nhạc vui sống mỗi ngày và quả cầu bí ẩn. Và quả cầu bí ẩn cũng đã có giành chiến thắng rồi, đó là chiến thắng trước vui sống một ghi là thắng trước chuyến xe nhạc với tỷ số 5-3 ở vòng thi đấu thứ ba diễn ra vào 26 tháng 2 hôm trước. Xuống dưới nha. Kiếp vui vẻ đang ăn như vậy là kiếp vui vẻ đang ngược lại rồi, vui sống mỗi ngày đã dẫn trước rồi, ngược lại họ có vẻ là hơi càng khó khăn đi. Một không dành cho vui sống mỗi ngày rất nhanh, một đội bóng rất là mạnh của đội chủ nhà khi vui vẻ bảo vệ không cần bên tay trái ngày hôm nay, để cho bên tay phải của chúng ta đang lợi thế rồi, dường như có một sự dối trá nhầm nhũ rồi. Đợt tăng tiếp đại quyền sẽ còn mang tính chất đỉnh cao hơn, không còn gì là một trong những ngày bận rộn do dịch Covid-19 rồi. Dù tuần vừa rồi có một số giải đấu cũng đã diễn ra, thuộc khảo phụ đẩm trường Phạm Văn Đồng do dịch bệnh Covid-19, cho nên là dù sao thì thuộc khảo phụ đẩm đã bị hoãn, cũng như là điều đó không bao giờ xảy ra. Và cũng như giải bóng đá của quốc gia trung học phổ thông Phạm Văn Đồng 2020-2021 cúp C1 mùa giải thứ hai cũng đã bị hoãn trong tuần trước rồi, và bạn về cũng đã kết thúc vòng đầu tiên đã đầy nhắn nhủ hơn, cho nên là khiến cho chất lượng cầu thủ kém hơn nên không để dời thời gian được. Số ca mắc hôm nay vừa rồi cũng rất là mạnh luôn, từ khi cho sinh viên Bình Dương cũng đã nghỉ học cũng như là Sài Gòn, dường như điều đó không làm được. Và đây cũng đã trở lại, đây là diễn ra vào 17 giờ 15 đợt một, liệu rằng có chiến thắng hay không, câu trả lời sẽ biết ngay sau đây. Họ bạn này cũng đã tới rồi, bạn này cũng sẽ vào 18 giờ 15, nói chung vậy thôi. Còn đây là đấu tranh giữa chủ nhà kiếp vui vẻ gặp vui sống mỗi ngày đang có tỷ số 1-0. Cặp đấu vừa rồi có chiến thắng ngày hôm nay thuộc về đội quả cầu bí ẩn trước chủ nhà chuyến xe âm nhạc với tỷ số 3-1 với cách biệt 2 bàn. Được đây cũng vậy, là thắng cho đội quả cầu bí ẩn trên sân nhà với tỷ số 5-3.
Vậy là về có vẻ hơi càng nhập dúi. Với chiến thắng về qua cỏ bí ẩn. Năm nay chiến thắng thứ hai qua cỏ bí ẩn này liên tiếp có 6 điểm. Đặc biệt trận thua đậm nhất trong ngày thi đấu đó là vòng 2, đó là vui sống mỗi ngày. Trước khi lập trên sân khách gặp đối thủ ngày càng tươi vui hơn. Nhưng đây đều đang vui sống mỗi ngày có làm được lợi thế trước rồi kiếp vui vẻ không? Lúc đây cũng đã thua trước kiếp vui vẻ rồi. Là trên sân nhà của vui sống mỗi ngày và được về để Liêu Đăng có giành chiến thắng có được 3 điểm hay không? Nếu như có chiến thắng có về mặt tỷ số thì chưa cũng sẽ biết được. Chỉ cần như vậy thôi, như 3 thắng hơn thì chắc chắn rằng sẽ biết tiếp vào vòng trong. Hai nhân đôi cách biệt cho bên kia. Đó là vui sống mỗi ngày. Bây giờ 15 mà cũng đã 5 phút rồi. 5 phút thi đấu rất là trôi qua. Có lẽ đợt 1 cũng đã ngày càng hoàn thiện hơn. Sau những ngày trở lại mùa dịch. Mùa dịch cũng đã thất thủ rất là nhiều. Sau những ngày trở lại đi học cho các 30 tỉnh thành này. Ba dù sao thì trận đấu ở vòng 4 giữa quả cầu bí ẩn gặp chủ nhà chiếc xe nhau ở bảng B vòng thi đấu thứ tư đây. Thì do là bị bấn nên là sẽ rồi mình đã quay qua buổi hậu trường đầy chú ý hơn. Đây là một trận đầy chú ý nhanh nhất đến từ những gì mà chắc chắn là Misu làm được cùng với một chiến huy khi mà có chiến thắng được trong ngày hôm nay. Đó là chiến thắng trước chiến xe nhà ở vòng 4. Bởi mấy mới chỉ là mở màn cho vòng đầu tiên thôi. Có vẻ là người dự báo sẽ hơi khó khăn hơn. Không đá, đây đó. Bây giờ trận đấu này đã có tỷ số 2-0. Như đang khó khăn hơn bởi vì 5 phút rồi nhưng chưa có gì xảy ra được. Chỉ còn 2 vòng đấu nữa là sẽ kết thúc. Hy vọng kiếp vui vẻ sẽ có một ngày chiến thắng. Năm nay để cho vui sống mỗi ngày nhân đôi cách biệt rồi rất là nhanh. Cặp đấu diễn ra sau cặp đấu giữa qua cầu dân gặp chiến xe nhạc vào lúc 16 giờ đến 16:45. Ở đây là diễn ra vào 17:15 sau 30 phút. Cũng đã trở lại rất là nhanh. Dù gì kia vui vẻ đã không có một trụ tấn công đầy mạnh mẽ hơn. 4-1 hay là gì đều 50-50. Ai cũng là một trong những số 1. Tuyên dương cho một trong những chương trình đặc sắc mới nhất là lắm anh nha. Đầy hứa hẹn rằng chuyên gia sẽ còn mang tính chất đầy minh họa dành cho Khả Như, John Devin, ST và cũng như là Nguyên Vũ, Ngân Khánh. Rồi đáng tiếc quá, vâng là vậy, buổi sống một ngày đã không có bàn thắng thứ 3. Thì số đang là 2-0. Nhưng mà đội buổi sống mỗi ngày dường như chắc chắn buổi sống mỗi ngày giành chiến thắng rồi. Thời gian thì đó sẽ là 10 phút thôi. Nếu như diễn ra hôm nay với thời lượng này, nếu như trường đó như thế này thì chắc chắn rằng buổi sống mỗi ngày sẽ có được 6 điểm. Và dường như là kiếm vui vẻ đi hy vọng rằng chỉ còn 2 vòng đấu nữa là mong sẽ có chiến thắng đầu tay hay không. Rồi vẫn còn cho vui sống mỗi ngày. Điều đang quá không. Hồi trước trong có vẻ là trời cũng nhiều mây, dự báo là sẽ có mưa to. Hôm nay ngoài đường có vẻ là vắng vẻ hơn. Hôm nay ngoài đường là quán game cũng như là quán cà phê đã mở cửa trở lại rồi. Do là vì các học sinh đã quay trở lại trường vào ngày 1 tháng 3, vào tháng 2 vừa rồi, 22 tháng 2 năm 2021. Dù đã quay trở lại trường thế nhưng dù sao thì
khó khăn hơn, đó là ứng phó với đại dịch sẽ ngày càng mạnh hơn rất là nhiều. Bây giờ 17:22, thời gian đã 8 phút trôi qua rất là nhanh. Con đường phía trước để có thể bảo vệ ngôi vườn, đặc biệt ký ốc 17 nếu như có khả năng sẽ vào vòng trong với những đội bóng mạnh nhất gây khó khăn, chắc chắn thử thách sẽ không còn như ở phía trước, không còn như ở phía trước đâu. Không thể vào được, không có lỗi, nhưng cơ hội vẫn còn. À đi, không gì được đâu. Cơ hội của đội chủ nhà không thành cửa, không làm được. Cái cô bé đã làm hơi khó khăn rồi. Chị Nam cho chị xem đặc biệt kẻ giang mà gặp buổi sống mỗi ngày là hai kênh VTV3 cũng như là Đài Truyền hình Việt Nam tái xuất với nhau, rất là tuyệt vời. Quá hoàn hảo, có gì đâu, 1-2. Đây là bạn Thiên Bảo đây, người xe Nguyễn Hùng. Nguyễn Hùng trong ta gì điều khiển xuất sắc nhất trong gặp đấu vừa rồi. Rất là tuyệt vời. 1-2 dành cho chủ nhà. Ký ức vui vẻ của Lại Văn Sâm. Anh Sĩ Lại Văn Sâm và anh Ba Mùa trên sóng. Còn Vui Sống Mỗi Ngày và rất nhiều người dẫn chương trình khác nhau, cũng như là nhiều chính cách chuyên môn. Anh nói và anh tiếp tục. Và anh là 1-2. Đây cũng sẽ là đợt đầu tiên thôi. Và quy hẹn rằng nếu như tỷ số hòa thì Ký ức vui vẻ và sẽ có 1 điểm, đó là 10 điểm. Còn Vui Sống Mỗi Ngày sẽ được 4 điểm. Và ở vị trí thứ 3 chung cuộc để tiến tới vòng 5. Chắc chắn vòng 5 sẽ là một vòng đấu tràn ngập trầm trồ rất là nhiều, khó khăn hơn là vòng 5. Vì khiến chất lượng đội thủ đảm bảo rằng không thực sự tốt hơn. Cho nên là sẽ rời vào ngày thứ 2. Đặc biệt là một cặp đấu ở vòng 3 vì chưa thi đấu nên là bị hoãn. Mình yếu rồi. Và cũng như là cặp đấu này cũng sẽ khép lại luôn buổi trò chuyện trực tiếp luôn. 3-1. Vua Sống Mỗi Ngày nâng tỷ số 3-1. Chủ nhà Ký ức vui vẻ đã không làm được, không may mắn được. Để coi kết thúc chưa. Vẫn còn. Và coi phần trăm pin của chúng ta là bao nhiêu đây. Ồ, mới có 10% thôi mà gần hết pin rồi. Rất nhanh. Chạy ra, đúng rồi. Pha đáp trả thành công, 4-1. Ngày dự báo sẽ kết thúc trong vòng 15 phút thôi. Và buổi tường thuật trực tiếp ngày hôm nay cũng sẽ được kết thúc sau ít phút nữa nha. Và mình sẽ chào tạm biệt sớm luôn để đỡ khỏi lo. Xin trân trọng hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những số tiếp theo. Và cặp đấu này sẽ kết thúc luôn giữa Ký ức vui vẻ gặp Vui Sống Mỗi Ngày ở vòng 4 này. Bạn thi đấu ở bảng B cũng thi đấu ở vòng 4 và 2 vòng nữa là kết thúc cực kỳ nhanh. 4-1 rồi, khoảng cách là 3 bàn rất là cao, không thể nào đáp trả được. 2. Ký ức vui vẻ đã nhận bàn thắng thứ 2. Rất nhiều bàn đến được ghi rồi. Thời tiết đã trở lại có trời đã mát mẻ rồi. Rất nhanh. Có vẻ khoảng thời gian cũng đã gần hết pin rồi. Có khả năng là kết quả trận đấu sẽ được cập nhật. Nhưng cũng khả năng sẽ có phần 2. Có phần 2 không thì sẽ chờ đợi.
khoảng cách chúng ta là rút ngắn lại hai bàn. Hai bàn thắng còn lại đều nhân đôi lại cho Vui Sống mỗi ngày. Xong cuối cùng một bàn thắng nữa cho phía Vui Vẻ đã làm cho ngay trở lại hài hước hơn. Làm này có vẻ là hơi khó khăn ra cho phía Vui Vẻ. Ba vòng đấu đầu đã làm được, nhưng vòng đấu sau thì không thể may mắn hơn. Và cậu bây giờ anh cũng đã giành chiến thắng rồi, nhưng bây giờ có vẻ là hơi tràn ngập đầy cảm xúc.